Chiều nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2022-2026 nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện trong giai đoạn mới và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Bình. Việc phối hợp hướng đến mục tiêu triển khai hiệu quả các văn bản của các cấp về công tác dân vận của hệ thống chính trị, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống chính trị và cán bộ chiến sĩ công an nhân dân về thực hiện công tác dân vận. Phối hợp trong nghiên cứu, tham mưu đề xuất và triển khai thực hiện công tác dân vận, các chương trình hành động về công tác dân vận của cấp ủy đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền an ninh nhân dân. Nâng tầm để công tác phối hợp ngày càng đi vào thực chất và đạt hiệu quả cao là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ. Để làm được điều này, hai bên cần xây dựng nội dung, chương trình, sản phẩm cụ thể với quan điểm chỉ đạo từ sớm, từ xa. Trong quá trình phối hợp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cũng đề nghị cần chú trọng hơn công tác dân vận ở cơ sở và tăng cường các phương thức trao đổi thông tin để thống nhất quan điểm thực hiện đối với từng vụ việc, trường hợp cụ thể.